Mẹ hỏi con ơi có giật mình, trên đời thử hỏi có chi vinh, điều nào ô nhục trong trần thế, ngoan ngoãn lo tu để giữ mình. Tiếp sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng nhau nghe những lời dạy bảo của Đức Diêu Trì Kim Mẫu qua bài Đạo Làm Người, trích trong quyển Thánh Giáo Sưu Tập, trang 54 do Nguyễn Thị Bích Loan trình bày. Xin mời quý vị cùng nghe. Xin cảm ơn. Nam Mô Cao Đài Tiên Âm Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Thi bài: Người thế tục gì hạng danh lời miên định dùng, đào sới hằng ngày mặc tình, chết sống mà mặc ai miễn cho, có vừa đủ đầy kim ngân, đó là thói tầm thường nhân thế miễn lợi danh, chẳng kể nghĩa nhân còn con. Con biết tu thân dồi tâm luyện tánh tinh thần thanh cao, tu giáo độ đồng bào chúng tộc hiểu ngọn nguồn cội gốc, dẫn nồi thương nhau như thế chân tay tinh thần đoàn kết ái hoài cùng nhau. Kẻ thế sự muốn sao ngon miệng với béo mồm, gây chuyện sát sanh còn con đạm bạc dưa hầm tương giao, qua buổi đạo lành dồi dào. Thương suốt vật đồng bào buộc thịt không nỡ lòng, giết chết thú cầm đó là con được chữ tâm, chữ tâm ba ái ham làm việc nhân. Kẻ thế tục vinh thân cao trầm đủ ngu mô, lật lòng đảo lừa còn con, khuya sớm chiều chưa trơn thành dữ già ước đưa vào cửa đạo, dùng lời đạo lý con làm gương chăm chỉ quả nhân, hàng ngày kiếm việc làm ơn mặt ai, tranh chấp thua hơn giật giành, kẻ thế tục bươi hành tội nhọn hai đầu, soi bói tha nhân làm cho kẻ khác oán hờn hại nhau, chết sống thỏa cơn sân cuồng. Còn con biết giai tuồng người đạo lừa lời lành, khuyên bảo giảng can làm cho thuận thảo đôi đàn, gây tình hòa ái xóm làng thôn lân. Kẻ thế sự khi sân giận dữ nói hoặc làm đủ thứ, không chừa hoặc vào phán luật tiền thơ, hoặc dùng gió lực có
còn con biết như câu nhận nhột chế ngự lòng những lúc nóng sân lời hiền lẽ phải phân trần đổi màu thù nghịch làm thân bạn hiền kẻ thế tục hay hiền đủ thứ nét đỏ xa trong tư đổ tường tốn cùng làm chuyện bất lương để hầu thỏa mãn tầm thường đỏ xa còn con biết suy xa xét chậm biết giữ gìn giới cấm điều quy gìn lòng chẳng phạm điều nấy cho nên hành đạo nam nhi nữ hiền kẻ thế sự mê tiền quý bạc dám làm điều tội ác bất lương đó là những thói tầm thường không ra mai chém cám đường cũng vô kẻ thế tục ma cô chứa bạc làm nhân điều tội ác mưu sanh còn con lo việc tu hành không gây nghiệp sâu nghiệp lành sanh nhai kẻ khác nữa Phật đài nương mong tớ thời nghe chuông trống rình rang nhân gì tiền bạc tính toán phận mình sổ sách không an chút nào con biết sợ trời cao có mắt lại ngán người phất mặt chét gây một đồng một chục chi phận mình sổ sách chẳng ly mấy nào đó điển hình mấy câu thí dụ để cho con ghi chú học bướng những gì là cái tầm thường những gì là cái phi thường dân dân thương con dạy dỗ bấy nhiêu lời cố gắng thi hành các trẻ ơi tu học giúp đời là việc chánh bền lòng son sắt chớ nên lơi.